Top 5 tên quái vật độc ác nhất One Punch Man. Cuộc sống bất công, cọng lông không bao giờ thẳng, vậy nên đừng bao giờ vuốt thẳng cọng lông. Vốn dĩ luôn luôn tồn tại rất nhiều thứ đối lập nhau, có nam thì ắt cũng có nữ, có Tây Lào thì cũng có Đông Lào. Có pro player rank thách đấu lả lướt cướp Baron thì cũng có mấy con gà đâm chiêu quy hụt. Và trong One Punch Man, sự đối lập ấy cũng được thể hiện rõ nét qua phe anh hùng, những người đại diện cho công lý, và phe quái vật đại diện cho cái ác kiêm luôn vai bị Saitama đấm. Mà đã quá nhiều video tôi đã nói về anh hùng rồi, giờ chuyển qua mấy ông quái vật, không thì các ông lại dỗi tôi thì chết, lại bảo thiên vị. Anh em biết đấy, hầu hết những quái vật trong truyện đều thể hiện được sự độc ác, bạo lực bởi bản chất của chúng là như thế. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả bạn bè cùng trang lứa, có những tên quái vật đã gây ám ảnh cực kỳ lớn cho chúng ta bằng những độc ác biến thái, cùng với đó là thói bạo lực kinh hoàng. Tất cả những việc làm của chúng đều đậm đặc mùi giết chóc. Có lẽ đối với bọn này thì chỉ có máu và cái chết mới làm chúng thỏa mãn mà thôi. Vậy theo anh em thấy thì những tên quái vật nào là độc ác nhất trong bộ truyện One Punch Man? Để hiểu được điều đó thì chúng ta cùng đi vào video này nhé. Một lần nữa xin chào mừng anh em quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Fuller Ugly, quốc trưởng xấu xí. Có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng kể từ lúc xuất hiện trong bộ truyện thì Ugly chính là tên quái vật gây nhiều sự ám ảnh nhất đối với chúng ta. Khác với những tên quái vật bình thường, sự tàn ác của Ugly nằm ở một tầm cao mới. Nếu Ugly tự nhận sự độc ác của mình đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình số 1 cả. Từ diện mạo xấu đau xấu đớn đến những hành động bạo lực dã man, lời nói tục tĩu biến thái, Ugly đã thể hiện hắn là một con quỷ thật sự. Là tên quái vật có nguồn gốc từ người biến thành, ở Ugly chúng ta thấy được tập hợp của tất cả những thứ xấu xa nhất trong nhân cách của con người mà theo chính tên quái vật này gọi đó là hội chứng phức cảm tự ti. Ở video phân tích chapter 188, mình đã đề cập đến hội chứng này, đó là việc Ugly dùng sự tự ti của bản thân để bao biện cho những hành động bạo lực kinh hoàng của mình. Ở lần xuất hiện đầu tiên trong chapter 157, Ugly có lần đầu đụng độ mặt nạ mật. Ngay từ lúc đó, mặt nạ mật đã ý thức được việc mình sẽ không thể nào chiến thắng được Ugly. Theo nhận xét của mặt nạ mật thì Ugly rất mạnh, sức mạnh của hắn đến từ chính sự tà ác bên trong hắn. Cụ thể, theo lời giới thiệu của tác giả là diện mạo của chúng gây ra rất nhiều các vấn đề xã hội. Sự căm thù của chúng tích tụ, cuối cùng thì trái tim của chúng sẽ bị nuốt chửng và chúng biến thành quái vật. Ugly thực ra cũng là quái vật xuất phát từ sự tự ti của loài người, như những khiếm khuyết của cơ thể, những thứ đó phải nhận lấy sự dè bỉu của xã hội. Chính điều này đã tạo nên sự tiêu cực, tà ác bên trong một con người. Ugly không chỉ là cá nhân mà hắn còn đại diện cho một bộ phận người bị cái ác tha hóa. Sức mạnh của chúng sau khi biến thành quái vật tỷ lệ với sự tà ác trong trái tim của chúng. Nhìn vào sức mạnh áp đảo của Ugly thì ta thấy sự tà ác trong hắn là rất lớn. Thứ sức mạnh tà ác ấy cứ lớn dần lên theo thời gian qua từng chapter. Nó được thể hiện rõ nét thông qua những lần hắn tấn công các anh hùng. Đặc biệt là khi lên mặt đất, Ugly đã thể hiện điều đó rất rõ. Anh hùng đầu tiên phải chịu thứ bạo lực kinh hoàng từ Ugly chính là mặt nạ mật trong chapter 188. Ugly đã đấm nát cả đầu của mặt nạ mật, hắn còn xé đôi anh hùng cấp A này ra làm hai. Một cảnh tượng kinh hoàng. Đối với chúng ta mà nói thì điều đó là nỗi ám ảnh, nhưng mà đối với Ugly thì đó là niềm vui. Nhìn thấy kẻ khác đau đớn, la hét chính là sở thích biến thái của tên quái vật này. Anh em chú ý đến vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của mặt nạ mật khi mà lần thứ hai đụng độ Ugly thì cũng đủ hiểu sự kinh hoàng mà hắn có thể mang lại. Và sở thích bạo lực của Ugly không bao giờ là đủ. Đến chapter 190, hắn tiếp tục bắt và xé lìa một cánh tay của tên lính đánh thuê chỉ để chứng kiến sự đau đớn của kẻ khác. Sự đau đớn ấy như kích thích thêm cho bạo lực trong Ugly. Hắn đã định đấm nát bấy tên lính nhưng mà Piggott đã nhanh chóng cứu được thanh niên kia. Cũng mất một cánh tay nhưng cái cách mà Lion và tên lính đánh thuê phải chịu là hoàn toàn khác nhau. Nó đến từ cái cách kẻ địch gây ra điều đó. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự độc ác của Ugly có lẽ đến từ cách mà hắn ta hạ gục thành Top Master. Đó không phải đơn giản là hạ gục đối thủ mà đến từ việc hắn muốn đối thủ của mình phải chết trong sự kinh hoàng. Nhìn khung tranh thành Top Master sau khi ăn nguyên tổ hợp đấm của Ugly, chắc chắn rất nhiều bạn đã bị sốc giống như mình. Thành Top như một đống thịt xay thật sự, toàn bộ xương khớp nát bấy, mắt gần như là lòi ra, máu thịt xương như trộn vào với nhau. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng theo đúng ý muốn của Ugly, kẻ tàn ác nhất từng xuất hiện. Ngoài ra, tên này còn vô cùng biến thái, nó được thể hiện qua việc hắn định xem quần lót của Tatsumaki. Mặc dù là mình biết trong này cũng có khá là nhiều anh em thích sự biến thái ấy, nhưng mà đó cũng là một phần tạo nên nhân cách méo mó của tên quái vật Ugly. Hiện tại thì thanh niên Ugly đã bị bang củ hành cho một trận, hắn bị gam nuốt nhưng mà vẫn còn sống và giết luôn thằng anh em cây khế của mình. Cơ thể hắn đã biến đổi trở nên vô cùng kinh dị do axit trong dạ dày của gam. Hy vọng là trong chapter sau thì sẽ có anh hùng tiễn đưa tên quái vật độc ác này quy tiên.
Royal Reaper, đồ tể hoàng gia. Đồ tể hoàng gia là một quái vật cấp Demon thuộc hiệp hội quái vật. Đúng với cái tên đồ tể của mình thì hắn là một kẻ vô cùng độc ác. Đối với đồ tể hoàng gia thì chỉ có việc giết chóc mới là chân ái. Sự khát máu đến mức đáng sợ của tên quái vật này được thể hiện xuyên suốt trong những chapter hắn xuất hiện. Đồ tể hoàng gia đáng sợ đến mức không chỉ có con người sợ hắn mà đến cả những quái vật thuộc hiệp hội quái vật cũng sợ hãi và căm ghét hắn. Mục đích chính của tên này khi gia nhập hiệp hội quái vật cũng chỉ là để thỏa mãn đam mê chém giết của mình chứ không phải phục vụ tổ chức. Đồ tể hoàng gia có một sở thích vô cùng biến thái và tàn bạo, đó là việc hắn cảm thấy thích thú khi bắt cóc, hành hạ và giết những đứa trẻ theo một cách đau đớn nhất như là cắt lưỡi, moi tim gan. Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở chapter 127, đồ tể hoàng gia đã muốn giết bọn lính đánh thuê mà hiệp hội quái vật bắt được. Hắn cảm nhận được sự run rẩy, sợ hãi của nhóm lính. Điều đó càng kích thích khao khát giết chóc trong hắn. Mặc dù không thể làm được điều đó, nhưng mà hắn cũng thể hiện phần nào sự khát máu khi chém giết một nhóm quái vật thuộc tổ chức. Sau khi được Gyoro cử đi theo dõi Garou cùng với bọ thần, với niềm đam mê chém giết, hắn đã tấn công Garou khi anh chàng thợ săn quái vật không giết Tario, cậu bé quen biết trước đó với Garou. Dù được Gyoro căn dặn là không được giết Garou, nhưng mà đồ tể hoàng gia vẫn ra tay rất nặng. Hắn chém Garou rất nhiều nhát, khiến anh chàng bất tỉnh, bê bết máu. Thực tế, Garou thua là bởi Tario bị bắt làm con tin và ăn nguyên một đấm của Saitama trước đó. Đồ tể hoàng gia cũng cho rằng Garou đã chết sau khi được bọ thần can ngăn lại. Chính Gyoro và Phoenix Man ở chapter 129 cũng đã xác nhận đồ tể hoàng gia là một kẻ tâm thần độc nhất vô nhị, thích thú với việc giết chóc. Điều này khẳng định thêm cho sự độc ác của tên này. Trong chapter 131, đồ tể hoàng gia đã đưa Tario đến căn phòng riêng để giết chết cậu bé. Hắn muốn Tario phải chết trong đau đớn, mất từng bộ phận. Để ý thì anh em sẽ thấy căn phòng của đồ tể hoàng gia đầy những vết máu của những nạn nhân hắn giết trước đó, một cảnh tượng rất khủng khiếp. Tuy nhiên, cuối cùng tên quái vật độc ác này đã bị Garou đánh bay cả đầu, kết thúc cho một tên quái vật thuộc top khát máu nhất của bộ truyện. Carnage Kabuto, bọ hung cuồng sát. Kabuto là quái vật thuộc chuỗi nghiên cứu của tiến sĩ Genus, hắn được xem là kẻ mạnh nhất của ngôi nhà thời đại mới. Kabuto có được sự thông minh và sức mạnh vượt trội so với các thành viên còn lại của tổ chức. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa là một thí nghiệm hoàn chỉnh của Genus về loài người mới. Bộ não của Kabuto không ổn định. Chính do là một sản phẩm chưa hoàn hảo nên là Kabuto có những đặc tính khác nổi bật hơn tất cả, đó là sự tàn bạo và khát máu. Kabuto thông minh nhưng trong hắn cũng tồn tại sự điên loạn và ham muốn giết chóc. Vì thế nên Kabuto đem đến nỗi khiếp sợ cho toàn bộ ngôi nhà thời đại mới. Đến chính tiến sĩ Genus cũng sợ hãi và giam Kabuto lại. Ở chapter 9, khi Genus quyết định thả Kabuto ra, tất cả những bản sao của Genus đã không giấu được nỗi sợ hãi. Sau đó ta cũng thấy được độ tàn ác của tên quái vật này là ghê gớm đến như thế nào. Bên trong phòng giam của Kabuto, rất nhiều bản sao của Genus đã bị Kabuto giết chết. Hầu hết trong số đó đều là bị đánh cho banh xác, căn phòng cũng ngập tràn mùi tanh của máu. Thế nhưng tên quái vật vẫn chưa thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình. Kabuto nhận lời giúp Genus cũng một phần vì muốn giết Saitama. Tuy nhiên cũng khá là nhọ cho tên quái vật tàn bạo Kabuto khi hắn phải đụng độ với anh hói từ quá sớm. Hắn cũng thể hiện ham muốn giết chóc trong skill cuối khi bật chế độ cuồng sát. Đây là trạng thái giúp hắn mất kiểm soát và giết chóc trong vòng một tuần. Cuối cùng Kabuto đã bị Saitama đấm phát chết luôn. Thực sự là nếu Kabuto thoát ra ngoài thì chắc chắn hắn sẽ tàn sát rất nhiều người dân vô tội, nên việc bị Saitama cho quy tiên sớm cũng là một điều tốt. Marugori là tên quái vật xuất thân từ con người. Marugori mang khát vọng của một thanh niên tập gym muốn trở nên mạnh nhất thế giới. Cùng với sự giúp đỡ của anh trai hắn là Fukegao, sau khi chơi doping, Marugori đã hóa thành một quái vật Titan vô cùng mạnh mẽ. Nhìn sơ qua cách thể hiện của hắn thì có vẻ cũng không độc ác lắm, nhưng mà nếu anh em để ý kỹ thì Marugori thực sự là một kẻ tàn bạo. Hắn không tỏ ra khát máu, khao khát giết chóc như những tên quái vật mà mình nêu ở phía trước, nhưng sự độc ác của Marugori đến từ sự lạnh lùng đáng sợ. Trong chapter 3, Marugori chỉ bằng một cái vung tay đã phá hủy cả thành phố D, khiến cho hàng ngàn người chết. Hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ với ham muốn ích kỷ trở nên mạnh hơn mà tên quái vật này đã giết chết hàng ngàn người trong một lúc thì quả thực là rất đáng sợ. Chúng ta có thể ám ảnh khi tên quái vật nào đó giết chết một người bằng cách đau đớn, nhưng khi đó là hàng ngàn người chết thì tội ác đó là rất lớn. Và vẫn như thường lệ, Saitama là người đã đấm chết Marugori trước khi hắn di chuyển đến những thành phố khác để gây thêm tội ác. Boros. Boros là nhân vật phản diện có lẽ là mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hắn xuất thân từ một hành tinh khác và là kẻ mạnh nhất ở đó. Boros đã rong ruổi khắp vũ trụ với mong muốn tìm được đối thủ xứng tầm. Cuối cùng hắn đã đạt được mục đích khi mà đến với trái đất.
Giống như Marugori, Boros cũng là kẻ thể hiện sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nói Boros là một kẻ độc ác, ích kỷ thì cũng hoàn toàn đúng, dường như hắn là bản nâng cấp của Marugori. Nếu Marugori muốn mạnh nhất thế giới thì Boros đi tìm đối thủ có thể hạ mình. Nó giống như đi khẳng định mình là kẻ mạnh nhất vũ trụ. Trên hành trình đó, Boros đã phá hủy rất nhiều hành tinh, rất nhiều người đã chết dưới tay hắn, những người dân vô tội của những hành tinh ngoài trái đất chết vì ham muốn ích kỷ của cá nhân Boros. Đừng để bề ngoài ngầu lòi của Boros đánh lừa, hắn thực sự là một kẻ khá là tàn bạo. Đơn giản như việc Boros đến với trái đất đã khiến hàng ngàn người chết, thành phố A bị phá hủy hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là một đống đổ nát. Boros cũng tuyên bố hắn sẽ phá hủy toàn bộ trái đất với chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng may mắn là Saitama đã chặn được điều đó, đồng thời đánh bại hắn. Nếu đòn đó của Boros không được Saitama chặn lại thì chắc chắn là trái đất sẽ bị hủy diệt và đó là thảm họa tàn bạo nhất. Trên đây là video top 5 quái vật độc ác nhất trong One Punch Man. Đây chỉ là ý kiến riêng của cá nhân mình, bình luận ý kiến của anh em ở phía bên dưới nhé. Hy vọng là anh em sẽ thích video này, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.